chưa? Mình nghĩ kỹ chưa? Mẹ thế, anh làm mẹ giật mình đó thì anh luôn làm mẹ giật mình. Có sự có mặt của MC Nghĩa qua đây. Em nói nghĩa là coi như hồi xưa đã gắn bó làm quyết định với Mỹ Thuật cách đây mấy năm rồi. Đó thì hôm nay là coi như là Nghĩa. Sao không có hẹn chưa? Thứ ba tư mình đi gặp. Đó thì hôm nay cũng có hai số rồi đúng không? Dạ hai số rồi. Cảm giác sao? Cảm giác là rất là vui khi anh Vĩnh nhớ tới mình. Dạ rất là lâu rồi anh em chưa gặp nhau. Mỗi khi gặp nhau thì anh em là hỏi thăm những cái câu rất là chấn động. Chẳng hạn như là hôm nay thì sao em mập thế hay là tụt mấy ký, nhưng mà hôm nay chắc là có nhà văn Lệ Hồng, vậy là anh Vĩnh rất là hiền từ với mình, nhưng mà chưa trả lương nha quý vị, quay hai số rồi chưa trả lương đó, chưa trả lương bóc phốt rồi đó, bởi vậy thì là đáo rễ thiệt đó, bởi vậy là mình đâu nói vẫn chứ yêu thương lắm anh em, yêu thương lắm rồi đó. Nói chung ra là chia sẻ cả nhà là hôm nay rất là vui thì là có sự góp mặt của MC Xuân Nghĩa để mà hỗ trợ cho cái hai số tách show của nhà văn Lệ Hồng nó thì đã vừa kết thúc xong. Rồi xin giới thiệu cả nhà, đây là Thi, con gái của dì Lệ Hồng, luật sư trẻ xinh đẹp tài năng, hỏi tên đầy đủ á, anh biết tên Thi rồi, Phương Thi. Ồ, cả nhà muốn mà gặp để mà luật sư tư vấn các kiểu, em làm luật gì đòi nợ không nhưng mà luật về luật gì luật nhân sự đó, nhân sự. Và xin giới thiệu cả nhà thì là gương mặt quen thuộc này, cả nhà là đã biết. Ủa, anh quay đâu có để điện thoại đâu, em như là ví dụ như mà em tới em cứ hỏi là quay chỗ nào hay là đi show anh, em cứ hỏi là chương trình sự kiện hay là quay chỗ nào để em có video. Và còn nhà văn thì gọi không là cũng chuẩn bị là đang sáng mình quay mấy xong nè. Ở đây là một cái không gian quán của anh Lộc, quán là quán là Subway Rooftop Top ngay phường 22 quận Bình Thạnh, Điện Biên Phủ đó nha nhà. Đây này có mic đang vẫn thu mic này, anh chia sẻ lại quán đi anh Lộc. Chia sẻ đi. Quảng cáo luôn hả? Ừ, không phải quảng cáo mà anh em mình chia sẻ để cả nhà là xem sẽ ủng hộ anh. À, xem về cái kênh anh hả? Xem kênh em. Kênh em. À xin chào cả nhà. Sẵn ra qua cái kênh Quốc Vĩnh đó thì cho Lộc quảng cáo ké về cái quán nhà Lộc luôn nha. Quán Lộc có tên là Subway Rooftop. Tòa lạc tại số 602 trên 32 Điện Biên Phủ, phường 22 quận Bình Thạnh. Có hai cái view rất là đẹp trên cái quán này. Thứ nhất là view Hồ Văn Thánh, ngay khu lịch Nam Thánh luôn như thế này. Rồi thứ hai là view lên mặt 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam.